Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Yaro. Mình là Thảo Hoàng. Mưa tiền thưởng khủng dành cho U22 Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 30. Tối ngày 10 tháng 12 sau hơn 90 phút thi đấu, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam U22 đã xuất sắc giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 3-0 trước U22 Indonesia đã giành vô địch SEA Games 30. Ngay sau khi đội tuyển U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tuyên bố mức tiền thưởng khủng cho đội tuyển. Hãy cùng Mr. Yaro tổng hợp mưa tiền thưởng khủng dành cho U22 Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 30. Đừng quên like, share và đăng ký kênh của chúng mình nhé. Xin chào! Sau chiến thắng vang dội tại SEA Games 30, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận được một cơn mưa tiền thưởng từ những doanh nghiệp, tập đoàn và các mạnh thường quân. Ngay sau chiến tích giành được huy chương vàng, U22 Việt Nam đã nhận được sự động viên kịp thời bằng những khoản thưởng nóng. Theo đó, tính đến thời điểm 7 giờ sáng ngày 11 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được khoảng 7 tỷ đồng tiền mặt. Cụ thể, có mặt trực tiếp đến sân cổ vũ, động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thưởng nóng cho đội U22 Việt Nam 1 tỷ đồng. VFF cũng quyết định thưởng nóng cho đội tuyển U22 Việt Nam 2 tỷ đồng sau khi giành huy chương vàng. Trước đó, VFF cũng đã thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng sau thành tích lọt đến trận chung kết. Ngoài những khoản thưởng trên, U22 Việt Nam cũng được các doanh nghiệp thưởng nóng hơn 3 tỷ đồng ngay sau trận thắng Indonesia. Trước đó, đại diện tập đoàn Hưng Thịnh đã treo thưởng 1 tỷ đồng nếu đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Indonesia. Đại diện tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, ngoài khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng như đã công bố trước đó, đơn vị sẽ thưởng thêm 300 triệu đồng cho ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam. Riêng huấn luyện viên Park Hang-seo, đơn vị quyết định trao thưởng 200 triệu đồng. Đây chính là sự động viên cũng như là thay lời cảm ơn tới vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dẫn dắt các tuyển thủ giúp bóng đá Việt Nam thực hiện giấc mơ đổi màu huy chương SEA Games đã chờ đợi gần 60 năm qua. Đơn vị này cũng quyết định thưởng ban huấn luyện đội bóng đá nữ Việt Nam 300 triệu đồng bên cạnh 1 tỷ đồng đã cam kết trước đó. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cũng quyết định tặng đội tuyển 500 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn SAT cũng trao thưởng 1 tỷ đồng nếu U22 Việt Nam đoạt chức vô địch. Doanh nghiệp này trước đó cũng hứa là thưởng 1 tỷ đồng nếu đội lọt vào trận chung kết bóng đá nam. Ông Lê Văn Kiểm, chủ tịch công ty Gold Long Thành cam kết tặng thưởng tuyển U22 Việt Nam 1 tỷ đồng khi giành chiến thắng. Doanh nhân này mới đây đã thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng sau thành tích lần thứ 6 giành huy chương vàng SEA Games. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cũng quyết định thưởng 1 tỷ đồng khi U22 Việt Nam vô địch. Theo cam kết của các nhà tài trợ, cầu thủ Đoàn Văn Hậu, người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết sẽ nhận được số tiền thưởng là 300 triệu đồng. Thương hiệu Metrostar của tập đoàn City Group cho biết thưởng 1 tỷ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển U22 Việt Nam với chức vô địch SEA Games 30. Theo một lãnh đạo VFF, số tiền này còn tăng lên nhiều lần nữa trong những ngày tới. Ngoài ra, tập đoàn Vingroup khẳng định sẽ thưởng riêng đội tuyển bóng đá nam khi giành thành tích cao. Tuy nhiên, phần thưởng chưa được tiết lộ cụ thể. Tập đoàn Vingroup cho biết thêm sẽ tặng thưởng lần lượt 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ bố trí riêng một siêu máy bay Boeing 787-10 để đón đoàn từ Manila về Hà Nội trong ngày 11 tháng 12 năm 2019. Đại diện Vietjet nói rằng sẽ dành tặng một năm bay miễn phí trên tất cả những đường bay cho các tuyển thủ và huấn luyện viên của cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam. Hãng hàng không Bamboo Airways cũng vừa cho biết sẽ tài trợ một năm bay miễn phí cho toàn bộ tuyển thủ đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ Việt Nam và các thành viên ban huấn luyện tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Bà Đỗ Thị Kim Liên, Sắc Liên tuyên bố sẽ tặng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và Mai Đức Chung một chuyến du lịch dài 10 ngày tại Cộng hòa Nam Phi. Trong khi đó, đại diện Sun Group cho biết sẽ tặng kỳ nghỉ dưỡng cao cấp cho đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam sau khi các đội giành chức vô địch SEA Games 30. Cụ thể, 30 đội tuyển cùng huấn luyện viên của mỗi đội tuyển sẽ được tặng một kỳ nghỉ dưỡng tại một trong các resort cao cấp của tập đoàn này trên cả nước. Tổng trị giá của gói nghỉ dưỡng này lên tới 3 tỷ đồng, chi phí đã bao gồm vé máy bay khứ hồi. Không chỉ các cầu thủ và ban huấn luyện được thưởng mà người hâm mộ cũng được thơm lây. Cụ thể, nhân chiến thắng của U22 Việt Nam, hãng Grab cho biết sẽ miễn phí 2 chuyến, tối đa là 50.000 đồng trên một chuyến cho tất cả các khách hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 11 tháng 12. Dự kiến trong ngày hôm nay, số tiền thưởng dành cho U22 Việt Nam sẽ còn tăng mạnh sau chiến tích lịch sử vô địch SEA Games lần này. Trước đội tuyển bóng đá nam, tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng được các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tuyên bố thưởng hơn chục tỷ đồng.
Các bạn nghĩ như thế nào về cơn mưa tiền khủng dành cho U22 Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 30? Liệu chừng đó đã xứng đáng với thành tích lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!